Sa mi va thong lợi dứt, tên là tạ sắp chăm văn này hùng tướng gạch thả vã dỗ này. Gạch thả vã nên thuần và ta cụ rạ mưu in bùn phạp và cầm tuá trương y lê mô chăm. Gạch thả vã triệu thang ô rang, chăm hô ngọt lau lút thun ngắt nghè chạm khắc bạc. Hà tề gạch thả bùn ra va, hàn rõ rụ, dụ cao thì bùn ra va mơn núi. Và thông mi va thong lợi dứt, nên thuận sang tân nớ hô ra lô tuá. Bốt và ta cụ rạc mưu in bùn phạp và cầm tuốc rương y lê mô chăm thì bần xa. Lầm năn hô nét y lê mô thì u rang chăm. Mai bác đình thuận u rang hô tổ hông mít va chăm bạc nay và cầm ra lô tạch bách chăm. Hô tổ lầm túm thang mướn can thông hô phú tầm mơ ngã rụ ra tiệu thì u rang bạc nay. Tập phía năn u rang hô thâu rương ra lô thì y lê mô chăm bạc liền bị. Tân nớ đình thuận thông tùm bó bì mồn, ca lăng châm tọ bạc xam. Nào tôi bà cầm tùm tất bắt hù ra tạ tập dạ rào thùn. Thông tùm bà lây chế chảy lá, bà lây ngạ khó ạ mù trọ. Mưa giá khôn trầy sang ngạ xam, nhu nánh chừng tha tần nọ bạc. Xam tạ trừ, bia ca ninh thuận chắc rô gá du lịch bà bì nì. Bà cầm thông rụ thoát thâu, vần ê li mô, rai tiếu. Anu mun nuôi và rang chăm bạn này. Bạn play pra đây hô tiềm năng, hô khả năng và biết y là biết cả phát triển du lịch cộng đồng, bỏ đầy cả thâu ô và ba tấn bài đi như là đầy thâu và ra đi là tiền tớ vỡ là y là đầy sẽ bà cái văn y là tổ cái văn hóa của play pra đây ba cái lớp mà và lớp ni để trời sẽ bà nào ca tánh tổ giúp bạn nghiêu thâu tánh tổ tạch bách cũng như là đồ di tích bà play đầy hô sẵn biết ca tổ thứ nhất là lọc biết là trên tớ vợ và để khí vợ cái tổ tạch bách và không là thì khí vợ cái di tích nguồn gia bà đầy giao thăng kỳ đầy và không là thâu tánh tùm đồ băng ý là tù han băng tù kệ bắp đây để bà nào ca tù mỹ ba bà tỏ tá đang thâu ghệ không cậu bà lây hà mô tàn ranh phòng phước hữu huyện Ninh Phước nâng cảnh Ninh Thuận hô sa lô mùn núi thâu tánh ca doa bà nì tỏ bà chăng khí hô sa lô bần y lê mô khớ sam mùn núi bà rang châm ta pa tùm tách bách a cà mà pa rang chày mất hu tùm ra kế nan sa lô mơ cơ vôm pa rang chăm sang thâu ngã vỡ biết chạ rô cái du lịch rõ tôi pa tá mai ra văn pa cầm thông ngã hu thập có thang tổ yêu hom tay biết ca rung sa lô tôi tọ pa a tá mai biết ra văn bùi mượn in tôi thì rất thích và rất phấn khởi ta là bà sơ, bà ôn bùi tụ con trầy sang hô, nào ra văng tuồng bó bì mùn chăm, thao hô rai tiểu mỹ ba án ưu mưu núi bà răng chăm bà nì. Ta là trừng hô trong tạch trư hà rai tài kỳ lại mai vớ, biết đôm thông trồi rút trôi trầy, thao vớ, rai tiểu ta bùn thế, cá rõ tôi mai mưu ân, biết thao bà bì nì. Hô ba tặng ta cụ ngõ tòa thun ni, khánh ly farm stay, nhu nánh tha tân nước chào, ca doa mưu gơ vôm xa ai hán thị khánh ly, tụ a lấy, chừng ca rung hu sa lô mưu núi, tôi mai, ca doa bạ ni li nghi mát, tọ bạ ta lầm, tùm bó thang bà răng châm. Mình, ô ca rê a kế tùm ca gia băng, thông xa ai Nguyễn Thị Măng, thao rang mai mứng bạ mưu tình Hà Nội. Thạp rụ ngã ca ai mong bố sơ à bí, nắn tụ mai ra văng bạ nì, nắn trầy xăng thâu hù, rai tiểu bà bì nì bà răng châm, chừng dấu ngã thao răng bần lị qua, nào lặng á nư bà bò. Văn hóa người châm thì chị chưa hiểu về nhiều lắm. Thì đông tánh tật, y lì mô bà răng châm, ai chừng thà lầu. Ô ca thâu ra lô, ca roa mứng tà lý can tế,
anh nữ cam mai sang hô bài tại làm câu lạc bộ nắn bắt thằng bài bắt lại tâm mia ra cầm tâm mia chăm đó tốt năn ai mướn thâu tùm cá thả tố chăm đó áp lại cá anh nữ trầy chú khanh ao chăm biết thâu hô bệnh ilmo parang chăm dấu năn thun ni trầy mai bắt ninh thuận xong trầy kỳ lại chú ta cụ tùm lá ao khanh chăm dấu năn trầy sang mong bố nhu chừng mong bố ra khớ nhu chí dấu anh nữ parang chăm thông tọ ta làm tùm bố thang chăm trầy tốt có ơn ti sang sa nâng ca doa ki u rang kỳ lại bắp lầy tọ ta làm bố thang xít dấu ni minh li mơ ta làm thang trầy mướng bố nhu bia mát hu linh hình li mơ nhu ngã ca trầy bia sớ ca gia băng mỹ va parang chăm bát ni nắn mỹ va băng hăng cái do cho nên mưa cái bom tại lại chừng mong bố bình nghỉ mình ngã ta kỹ hàng vớ chạy chỉ lại bên băng thông chừng mong bố bình nghỉ đom cà rung nào vớ ai sang bố đã sơ hà tai tụ chạy mai buổi mực ấn à biết tháng mai bạn này mà Jun nhưng mà em bạn này bạn thằng trăm thì bạn cần trăm thì Jun như du khách như sẽ hô em tớ phải khánh lấy homestyle thế nào hô hô chuyến thăm kia nó lần bò nào địa tháp trăm trời không điện tế mò nó tham quan hàng chú cảnh đẹp xung quanh đây do chính tú nữ nông dân người nông dân chấp trời ngại hướng dẫn viên luôn ta buồn thế rõ tôi bác ta mai bác lang sen bác bà lây chỉ chả lá chắc linh phẩm phước giang huyện Ninh Phước mai tánh hà rê ni sang hu tùm plúc mưu gà vôm sang bớt rong tập bùn thế ngã băng. Rõ tôi mai bùi mưu in nhu chừng cây doa bụ ngã bà cầm thông bụ rõ tôi bà cầm mưu răng tập giá bằng y lưu mô bà răng chăm. Nhu chừng dấu tha tình nọ bùi mưu in ca rôn hu sa lô mưu núi tà làm gia. Chừng dấu bác gia linh yêu mai bùi mưu in tóa thâu bệnh Elimo anh nước mình núi và đang chăm nên thuận tốt cả du lịch cộng đồng ba ta làm và lay chạ rô tùm u rang toàn kình nặng dấu ôn dương tán tự trường hưu băng nguôi mướn rũ ôn nắn nao toàn kình nặng biết ca tôi ba linh yêu mài mong biết thâu hưu bệnh Elimo và đang chạy du lịch văn hóa play tôi là mong bon với vai trò là nghệ nhân của play tôi để mong bon là khu du lịch ni là tất cả các thành viên của câu lạc bộ trống ni là khu thu nhập thêm góp phần văn hóa của người Chăm ngày càng sam cư hơn. Làm tổng thư này mai là thành lập khu vấn đề cái khu du lịch sinh thái này là mong giờ rất là sam cư. Vì nên giờ là mỗi tuần này chừng khu thì khách cư mai tham quan. Chừng giờ vấn đề cái phong tục của Chăm thầy vấn đề nặng trên đồng chung nha, tức là vấn đề sinh hoạt đều. Nên là thứ hai đó với là khu vấn đề tăng thêm vấn đề cái nguồn thu sẽ có trời. Ta làm tùm thun ta lầu ở tế, mưu giác ta làm phạp bình nì bà răng chăm tô tùm bó thang ngã du lịch. Ta làm nắn xa lô áp bí, bạ tùm bà lây, hù ngã cỏ bà lây mưu nhìm. Mình tắn hà rây nì, ngọ tùa áp lúc bà lây chăm bạ ta làm nâng cần trời. Bạ tặng ta cụ mấn bạ tắn lên mưu tần nọ ngã du lịch. Biết rõ tôi bạ ta mai tỏa thâu vần Elimo nhu ca rung hu tùm ra bầu một núi mai chẽ vỡ ra lô cách thả khớ sam nhu chừng cái doa mai bát ni tôi sang thâu hu rụng ngã giao ở đây mít và chừng dấu thâu hu ra lô cách thả khớ sam mấn vần Elimo anh ước một núi và rang chầm làm rộ lấy trăm tuổi này thì chạy bố là cái Elimo trăm thì chạy rã rộ của bi ca du lịch đấy nhu khơ không băng nhu ngập bèo chìn chạy hồ chìn chạy khích lại Elimo vỡ
năn dơ là năn là cái năn là tha tha cơ hội biết chạy mong tấn minh tu cậu ở tu mỹ ba tu ngà vơ mà chừng mong tấn hay kệ khi vụ bố Elimo chạy sam khơ hơn tụ chạy ngã băng cả du lịch đi phải tổng cậu chạ cậu biết chạy bà tuổi ngân cậu rã rộ ta làm tốt ta buồn thế du lịch phà pini sang bớt tập bia thông chạ rô pa ra lô pa lây châm ninh thuận giấu hôm bắt tay pa pa lây chạc linh ta buồn thế ngã du lịch phà pini pa pa lây hâm mưu tân răn pa lây hâm mưu trò pa lây gạch tí mình tôi tiến sĩ Nguyễn Văn Hoàng pa to pa khoa du lịch thang mệ công nghệ thông tin mưu tình Hồ Chí Minh biết ca mít va sang hưu băng nguôi khi hù rụ chá rô du lịch xam tha ca thả mô yếc áp bí nắn con trời sang hưu bà to ta cai chá rô tù mô nương trá biết ca mít va sang tặng ăn anh li mơ ngã ca nhu hù xam thông ta pa nắn nhu kỳ lại ngã chá rô du lịch pa bì nì pa pa lây. Phát triển du lịch cộng đồng là phát triển tạo cái cơ hội cho bà chạy rô du lịch phà bình nì, nhu tầy tổng ca mít va, tầng tập giã ngã băng, bế hù băng ngu xam. Tập ba nắn ra tiểu mít va, sang trừng, hù xa lít bông. Tà lạ, sang hù, đôm, nhu nắn thạp rụ rạ rạ kế, bế con trầy ngã xam. Thông xa lít vợ rụ băng ngu, phà bình nì bà răng tắc kí đông cơ rung, thông mít va bà răng chăm đông cơ rây, mưu giá hà rây ở tầy, con trầy sang rõ trà làn chạy rô, gà du lịch Papini. Thông tha trà làn ngã, tôi bác ta sang tỏa thâu tuồng các thà nhu bác cầm thông bà lây nâng cành, bác cầm thông bàn ế lưu mô tuồng bà lây. Cà dùa dấu năn bó chạy rô gà du lịch Papini, bác tuồng phùm bà răng châm, nhu ngã lập dạ ra lô các thà, tỏa hù rụ ngã thông băng ngùi ca mỹ va. Tập hà nắn, nhu chừng ngã tầy tòm ca mỹ va, sang ngã vỡ và chăng khí tùm phần khớ sam nhu đi li mơ phần y li mô và tùm bà lây. Bà thông mỹ ba thông lợi dứt bà lây chăm hà mươn cho phòng phước dân huyện Ninh Phước nâng cần Ninh Thuận tăng yêu ngã cọ u ra ni tổ hô khí nghề chạm khắc bạc nhô món can lầm năn hô ra lô u rang tổ khí ngã lầm năn ố hô đôm tánh thiệu thang ôn kinh văn cần.